Xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của Zone. Hôm nay Zone đang đi đến một ngôi làng để trao quà thiện nguyện của các mạnh thường quân. Hôm nay đồng hành cùng Zone là có em Vàng Hoa. Xin chào tất cả mọi người nhá. Bên này là em Ca. Hôm nay em Ca sẽ dẫn đường cho Zone và Vàng Hoa các bạn ạ. Đây là một ngôi làng của đồng bào người Hơ Mông. Có thể nói ngôi làng này là một ngôi làng biệt lập. Ở đây thì người dân ở đây sống chủ yếu là dựa vào cây ngô và cây lúa các bạn nhé. Họ không có giao thương với xã hội ở bên ngoài các bạn ạ. Phía trên đây là một ngọn núi rất là cao. Mây mù bao phủ cái ngọn núi này và người dân ở đây đặt tên cho ngọn núi này là Cổng Trời các bạn nhé. Ở đây mây mù bao phủ quanh năm giống như kiểu ở trên Sapa đấy các bạn. Xa xa kia là những ngôi nhà và những thửa ruộng bậc thang trông rất là đẹp, trông rất là bình yên. Tít trên kia cũng có một ngôi nhà nữa các bạn ạ. Nhà ở trên núi rất là cao. Hôm nay Zone và Vàng Hoa và em Ca đây sẽ đi đến những ngôi nhà của người Hơ Mông để chia sẻ về cuộc sống của người Hơ Mông cho tất cả các bạn cùng xem các bạn nhé. Phía trước đây là một ngôi nhà của người Hơ Mông đây các bạn ơi. Chuồng trại của người Hơ Mông ở đây được xây dựng rất là gần với nhà ở. Trông có vẻ là rất là mất vệ sinh. Lấy Vàng Hoa cũng nhắc nhở về cái phần trang trại này là người dân nên đổi cách xây dựng bên cạnh đằng sau những cái nhà ở của mình ấy, chứ không phải là xây dựng ở giữa cái nhà thế này, nó rất là mất vệ sinh, rất là ảnh hưởng đến các em nhỏ đây này. Chuồng trại ở đây rất là mất vệ sinh, rất là ảnh hưởng đến sức khỏe của người Hơ Mông. À không, không có đâu. Bắt vợ thôi nhỉ, không mua vợ nhỉ. Thế ở trên này còn phong tục bắt vợ không em? Ở trên này nhưng mà không có người bắt đâu. Thì lái thôi, thì kệ. Thì lái thôi, không bắt nữa. Chào em nhá. Đây là bên trong nhà của người Hơ Mông đây các bạn. Ui. Đây có một người phụ nữ đang nằm đây đây các bạn đây. Đây vợ em làm sao đây? Đẻ con. Vợ đẻ con á? Đây các bạn, đây là vợ của em này vừa mới sinh con đây các bạn ơi. Sao chị không lên giường nằm? Anh xong rồi chị lên giường. 3 ngày mới lên giường. 3 ngày mới được lên giường. À 3 ngày mới được lên giường ngủ đúng không? Đây là phong tục của mình à? Mẹ khỏe, bé khỏe chứ anh? Khỏe mà. Sinh được con trai hay con gái em? Con gái thôi. Con gái. Chúc mừng anh chị nhá. Thế là đây là đứa thứ mấy? Đứa thứ tư rồi. Đứa thứ tư rồi à? Vợ của em sinh con lâu chưa em? Hôm qua tối 11 giờ.
À, thế là đẻ tối hôm qua à? Thế là sau 3 ngày mới được lên giường nằm đúng không? À, 3 ngày mới lên giường được. À. Đây là một chiếc bàn thờ đây các bạn. Trẻ em ở đây rất là tò mò khi có người lạ xuất hiện ở đây các bạn. Em Vàng Hoa đang phát quà cho các em bé. Em có đi học không em? Không biết nói tiếng Kinh đúng không? Bé trai đi sang bên này này, cô phát quà cho này. Không sai bài. Muốn mà. Các em bé ở đây có biết nói tiếng Kinh không em? Không biết nói tiếng Kinh. Các bạn ơi, có thể nói là trẻ em ở đây hoàn toàn là không biết nói tiếng Kinh nhé. Vì người dân ở đây họ sống rất là biệt lập, không có giao lưu với xã hội ở bên ngoài đấy các bạn. May là em Vàng Hoa là người Mông nên là em Vàng Hoa có thể giao tiếp với họ. Đây là một người phụ nữ mới sinh con đấy các bạn. Đây là theo phong tục của họ, sau khi sinh 3 ngày thì mới được lên giường nằm các bạn nhé. Hiện tại người phụ nữ này đang phải nằm ở dưới đất. Anh bé còn chưa áo mặc vì bố chưa đi chợ mua được áo xa quá. Từ đây đi chợ xa quá bố chưa mua được áo. Em bé mới sinh vào đêm hôm qua giờ đang quấn khăn. Chị ơi, chị biết nói tiếng Kinh không? Chị Pô Hải à? Chị không biết nói tiếng Kinh. Chị Pô Hải có nghĩa là không biết nói. Em Vàng Hoa cho chị đấy một ít quà đi nhỉ? Để chị có để chị đi mua sữa. Em bé còn chưa có quần áo anh ạ. Hôm qua sinh ra là chưa mặc áo. Chị cầm đi. Mặc mất nhiều rồi. Cho bố mua cho em bé táo và lại áo mặc. Còn không mặc áo thế này là sợ lắm. Mặc mất nhiều rồi. Bé chưa chia, bé đi chùa. Đây là một em bé trên đầu mọc đầy mụn đấy các bạn. Ở đây họ không có thuốc để chữa bệnh, họ chỉ dùng những cái thuốc lá cây để chữa bệnh thôi các bạn. Trên đầu cu rất nhiều mụn. Người dân ở đây họ sinh đẻ thì họ không có đi đến bệnh viện hoặc là họ khác tự đỡ đẻ cho nhau rồi các bạn nhé. Anh cho em hỏi là anh đeo cái dây ở cổ này có tác dụng như nào? Có ý nghĩa gì ấy? Em giải thích hộ anh là họ đeo anh đeo cái dây đấy là tác dụng gì? Thầy đan. Thầy đan cho thầy đeo cho. Là đeo để chống bệnh tật, chống ốm đau với cả chống ma quỷ ấy. À, có nghĩa là sợi dây này có ý nghĩa là trừ ma diệt tà đúng không? Xua đuổi tà ma đúng không? À, anh hiểu. Thầy đá đi. Đây là một dàn bí đỏ rất là sai. Bên trong có hai chú lợn con nhìn rất là đáng yêu. Họ trồng ra sản phẩm thì cũng không có người đến đây để mua.
chủ yếu là tự cung tự cấp thôi các bạn. Đây là một con bò đang ăn cỏ. Đây là một cái máng để đựng cỏ cho bò. Những con dê rất là xinh xắn và đẹp. Người Hơ Mông ở đây chủ yếu là nuôi trồng để tự cung tự cấp. Trẻ em ở đây thì hầu như đứa nào cũng có ghẻ trên người các bạn. Đứa bé này thì đang bị ghẻ ở mặt này. Đứa bé này thì cũng đeo cái thuốc ở trên cổ đây các bạn. Bye bye các em nhá. Điều đặc biệt ở những ngôi nhà của người Hơ Mông thì họ thường hay xếp đá như này. Nhìn rất là đẹp. Đây là một loại vỏ cây người Hơ Mông ở đây sử dụng để dệt vải các bạn nhé. Hầu như gia đình nào cũng có cái nguyên liệu này. Đây là một chiếc cối giã bằng tay đấy các bạn. Mèn mén là một món ăn truyền thống của người Hơ Mông. Phía trước đây là một cái chuồng lợn rất là nhỏ xíu. Bên trong thì có nhốt một con lợn rất là nhỏ luôn. Mời các bạn đi cùng John và Vàng Hoa và em Ca đi thăm chuồng trại của họ. Gia đình này có vẻ rất là khá giả. Nuôi được rất là nhiều trâu, bò. Bên trong này có một chị đang dọn dẹp. Trần quá nhà chú nhỉ. Chú coi nhỉ. Đông. Đây là cỏ tươi mà người Hơ Mông đã băm sẵn ra đây rồi này các bạn. Người lớn không có ở nhà rồi. Để em hỏi xem các bé có cho vào nhà không nhá. Để vào nhà coi một tí. Mẹ à. Này lâu lâu hôm nay nó chế quét của tao. Bé đồng ý rồi, đi vào đi. Đi vào đi. Trước cửa nhà của mỗi gia đình hầu như đều có treo một cái tấm khăn đỏ như này. Như lúc nãy em ở bên dưới đấy, con nói là tấm vải này có ý nghĩa là đem lại sự may mắn cho gia đình, cho gia chủ.
rượu của Hơ Mông đây này, đang nấu đây chị đang nấu rượu ngô này anh. Hầu như gia đình nào cũng có cái nguyên liệu này để dệt vải đấy các bạn. Đây là mới lần đầu phải không chú ca? Cái này là vừa bóc ra. Còn cái nhăn nhăn này là lần đầu hay là cái này lần đầu? Cái này lần đầu. À, cái này lần đầu. Còn cái này là đây là cái nguyên liệu của một loại vỏ cây. Đập xong. Cái này vừa đập mà xong. Khi họ tước ra như này và sẽ chế biến thành này này. Cái đây này. Ở bên này. Anh Dôn ạ. Còn đây là lần này là lần đập rồi, còn đây là lần này cuốn rồi. Rất thủ công nhá, rất hay. Cẩn thận tuột đầu chỉ của các bác. Nguyên liệu dùng để dệt vải đây là được lấy từ vỏ của cái cây này đây các bác. À tên để hết cho một chồng để hết lo cho chả cháu. Đây, cô này đang thực hiện quá trình tước vỏ đây này. Để em tước cho một lúc không hết. Cô làm rất là khéo léo và chuyên nghiệp. Đây là lần đầu, lần hai là cô sẽ đập ra này để nó không. Vàng Hoa thử làm đi Vàng Hoa. Xem biết làm không? Một cây này là phải chia thành 4 thì tước nó mới ra được, còn chia thành 2 thành 3 là rất là nhanh chóng. Cô đã tước được một ít rồi đấy các bạn. Cái cây này mình phải trồng mới có đúng không? Hay là thu ở trong rừng mình? Cây này phải trồng chứ. Mình lấy hạt từ trồng. Trồng xong là phải. Hắn đâu đi, hắn đâu đi thì ta đó là ổn đấy nhá. Tê luôn thì yên to lọc luôn. 3 tháng mới chặt được về tước như này. Trồng 3 tháng mới được thu hoạch đúng không? Thành công của em là được có một nửa thôi. Em làm trên này là hỏng hết của cô. Sao cô làm được chuyên nghiệp? Cái này phải có kinh nghiệm mới làm được các bạn ạ. Những cái vỏ cây này rất là bền. Nhìn như kiểu dây bao ấy các bạn. Tại vì thiết rõ là thiết lý tế vào hậu bệnh đi. Chắc như dây bao ấy nhỉ. Sau khi họ tước vỏ cây ra và họ sẽ cuộn như này để cất giữ làm nguyên liệu dệt vải. Không, cô ấy bảo là không có bán ra ngoài đâu. Cái này họ dệt làm vải. Để tự sử dụng thôi đúng không? Không có bán đúng không? Vâng. Dệt vải mới lại dệt vải, không có bán. Đang nấu mà. Đây là một cái chảo rất là lớn đang nấu ngô để sản xuất ra rượu đây các bạn. Người ta gọi rượu ngô là phải nguyên hạt ngô nhé, không phải bột đây ngô. Đây là rượu ngô nhé các bạn nhé. Rượu ngô ở trên vùng cao này là nguyên hạt ngô. Nguyên hạt ngô, người ta không có xay ngô ra đâu mà người ta nấu cả hạt luôn. Chắc hẳn phải ninh mất một ngày chứ chú ca nhỉ? Cái này mất buổi. Đi lên để ninh nhiên. Đây là một người phụ nữ đang giặt giũ. Đây là những cây ngô trắng được người Mông sử dụng làm món mèn mén nha các bạn nhé. Thì em xin về đó. Đây là một loại ngô trắng có màu trắng. Đây là giống ngô bản địa các bạn nhé. Đây là một cây đào rất là to. Mời các bạn cùng John đi đến để khám phá một gia đình khác nhé các bạn nhé. Em biết nói tiếng Kinh không? Tiếng Việt đi. Biết nói tiếng phổ thông không? Chị Phó Hải à? Chị Phó Hải. Chị Phó Hải. Xin gái.
Bóc dài này. Tóc của em này rất là dài và đen, rất là đẹp. Nhân. Em hỏi là em ấy sinh năm bao nhiêu? Coi, hồi lý mua trời không rồi. Nước. Chị giống mơ coi dị sống á. Sắp được 18 tuổi. Cả chỗ anh đi tao chỗ sinh không là? À. Phụ nữ ở đây hầu như là ai cũng rất là chịu khó chăm chỉ để làm ra cái nguyên liệu này. Cuốn cuộn dài là cuốn vào đây. Cuốn vào vải để phục vụ cho chính họ. Cuốn vào bụng không là mới lôi dần ra này. Cuốn vào trong tay. Những cái sợi dây này được cuốn vào bụng. Em này đang tạo ra một cái sợi chỉ rất là tỉ mỉ luôn. Qua tìm hiểu thì được biết em này năm nay mới 18 tuổi và đã lấy chồng được 4 năm. Đã sinh một em bé nhưng mà mất rồi các bạn. Em hỏi xem là bé sinh ra được mấy tháng thì mất. 7 ngày. Em bé con của em này sinh ra được 7 ngày thì mất các bạn ạ. Chị em mang tao học phù bảo. Mà mang phù đu. Mà mang phù đu à. Mang phù đu. Các bà phù tí lão nha hả nè. Phù tao mới chua. Chua. Cầm một cọc lo chúng có bê hồng tí lão bảo. Dòng đi. Mà. Chị em một cọc lo chúng nó. Bên trong chiếc cối này được đốt, sau đấy là mới đục tạo thành một cái lỗ như thế này. Nó được làm bằng một loại gỗ rất là cứng, có độ bền rất là cao. Trên cổ của người đàn ông này đeo những cái vật rất là lạ này các bạn. Đây là một sợi dây chạc và một cái gì đó. Cái chân thế bảo tính giả. Cái mồm mắt cái chạc nhỉ? Mơ tí khó yếu lửa chì dâm. Mơ tạo y khí. Ốm là chú phải đeo. Nguyên nhập sao tàu dậu. Cái này là ốm phải đeo lên cổ đúng không? Chú cũng đang ốm, chú mới ngồi dậy được, ngồi thôi chú chưa khỏi hẳn. Người dân ở đây người ta không có sử dụng cái thuốc Tây đấy. Người ta chỉ dùng, nếu mà ốm đau thì người ta chỉ dùng cái thuốc lá để đun và uống. Người ta không có biết đến cái thuốc bán ở ngoài cửa hàng. Ngôi nhà này được lợp bằng cỏ danh, trông rất là lụp xụp. Mời tất cả các bạn đi vào khám phá ngôi nhà này nhé. Có ở nhà đấy anh ạ. Ừ, thế đi vào xem nhỉ. Nhà ở đây được đan bằng vách nứa. Chào anh. Em vào nhà thăm gia đình được không? Có lẽ là người Hâm Mông ở đây không biết nói tiếng phổ thông. Anh bảo là được. Anh chủ nhà cho phép rồi, được. Bên trong nhà trông rất là đơn sơ. Không gian bên trong nhà trông rất là đặc biệt các bạn. Đấy.
Qua tìm hiểu thì được biết vợ của anh này đang bị ốm các bạn. Người Hâm Mông ở đây thì có bị ốm đau ấy thì hầu như là người ta không có uống thuốc được mua ở ngoài cửa hàng, mà người ta sẽ gọi một người thầy đến để làm lễ, để cúng. Nhà cửa được rào bằng vách trông rất là liêu siêu. Đây là một chiếc giường ngủ. Bé ăn kẹo không? Ăn kẹo xong đây cô Vàng Hoa cho kẹo này. Hả? Các em bé không ở đây trông rất là nhút nhát. Cô Vàng Hoa là người Mông mà. Có người lạ đến thì chỉ muốn chạy trốn. Vợ nằm ở trong giường này hả anh? Đúng rồi. Vợ anh bị sốt à? Đau bụng. Đau bụng. Đau bụng xong là gọi thầy sang cúng xong đỡ rồi. Nếu mà chờ tụi mình nhỏ. Qua tìm hiểu thì biết là vợ của anh này bị đau bụng nhé. Nhưng mà đã mời thầy đến cúng. Nhưng mà bây giờ được biết là đã đỡ rồi. Anh chị có 5 đứa con. Con gia đình thế không? Cứ đau bụng là mời thầy đến cúng à? Mắp lên thì chỉ cho một nọ thế à, hộp lì tư là dòng hai siêu hộp lì lúc bây giờ. Ừ, hộp lì giống mà. Nếu như dòng thì lại, mình dòng nữa mà. Anh bảo là chỉ gọi thầy cúng, muốn là ốm là gọi thầy cúng là khỏi. À. Còn gia đình là có 5 đứa con. Nóc nhà đã thủng rất là nhiều lỗ đây các bạn. Khi có mưa đến thì chắc là dột ướt hết nhà. Ừ. Hình như là không có ngô để ăn hay sao? Không có đâu. Không có ngô để ăn à? Có nương ở trên ở trên kênh của John thì nhiều người bình luận là trong những hoàn cảnh như thế thì trông người ta sức dài vai rộng mà người ta vẫn nghèo. Hôm nay John giải đáp cái thắc mắc này, vì là người Hơ-mông ở đây là người ta không có đường đi ăn học, với lại đường xá đi lại rất là khó khăn. Người ta sống biệt lập với xã hội ở bên ngoài đấy. Nên người ta không biết nói tiếng phổ thông này. Người ta chỉ dựa vào cây ngô, cây lúa ở đây để có thức ăn sống qua ngày thôi các bạn. Có lúc này lưu chén ấy? Ừ, thôi. Anh thà có tâm sự với Vàng Hoa là anh chị ấy có 5 đứa con và không có nương để trồng ngô ấy. Năm ngoái là anh mới góp tiền và mua được một cái nương. Về năm nay là cũng trồng tầm được xe của trà tỏ lít về trà kiên đúng không? Ừ, trà thấy trộm đâu. À, trồng được một yến ngô giống. Còn một điều nữa là qua tìm hiểu thì được biết là anh này không có đất để sản xuất nha các bạn nhé. Vợ anh ấy thì đang bị ốm, cũng không có tiền để mua thuốc. Trông là rất là tỉ mỉ. Đây là vợ của anh ấy đang bị ốm rất là nặng. Qua tìm hiểu thì được biết là anh tên là anh Thò các bạn nhé. Thờ A Tho Huyền Thò đấy các bạn. Tên tiếng Mông thì rất là khó đọc. Anh có 5 đứa con nhưng mà không có đi học các bạn ạ. Thì ở đây đi đến trường học ấy rất là xa và phải đi xuống dốc, mà khi lên dốc thì phải đi lên mấy cây số. Giáo viên ở đây thì người ta lên trên này dạy có ở trên này luôn hả anh? Không ở. Hôm nay em lên thì thấy gia đình anh cũng hoàn cảnh khó khăn thì thôi em đưa cho anh một ít tiền đi mua thuốc cho vợ nhé. Vợ đang bị ốm mà. Bị ốm rồi. Không có tiền mua
không có tiền mua thuốc đúng không? Có tiền mua. Thế bây giờ vợ anh bị lâu chưa? Bị lâu. Được mấy ngày rồi? Bị một tháng rồi. Được một tháng rồi? Một tháng rồi. Hay là bị đau ruột thừa? Bị đau bụng này, đau đầu này. Đau bụng, đau đầu? Thế có sao không đưa đi bệnh viện? Không đi, không có tiền không đi. Không có tiền không đi á? Khổ nhỉ. Cuộc sống của người dân ở đây rất là khổ các bạn ạ. Anh ơi, đây là cái số tiền là 1 triệu đồng nhá anh nhá. Bây giờ em sẽ gửi trao cho anh cái số tiền này. Số tiền này là của anh Nguyễn Bá Phú đang sống ở Mỹ anh nhá. Đây là bởi vì lý do như này các bạn ạ. Bởi vì ở trên bản này thì còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn nữa, khác nữa. Mà John và Vàng Hoa cũng sẽ đến để chia sẻ cho các bạn xem. Đây, nhà anh Thò đây là một trong những gia đình có hoàn cảnh rất là khó khăn. Nên là vợ anh cũng đang bị ốm, nên là John sẽ trao 1 triệu đồng của anh Phú đang sống ở Mỹ cho anh ấy để có tiền để đi mua thuốc và mua mắm muối về cho gia đình sử dụng. Đây, anh cầm hộ em đấy nhé. Cảm ơn cho anh thôi. Vâng. Thế nhà anh có nuôi lợn, nuôi gà không? Không. Không nuôi lợn, không nuôi gà? Không. Không có trâu bò đúng không? Không có rồi. Thế à? Không có tiền để mua trâu về nuôi à? Không có tiền mua trâu bò. Đây, còn đây còn một. Anh khuyên Phú Mỹ ở Mỹ nhá. Cho tiền mua thuốc vợ cả ơi nhá. Vâng. Chào anh chị nhá. Bye bye nhá. Anh nhá. Bây giờ John lại tiếp tục đi đến một gia đình khác nhé các bạn nhé. Đây là một ngôi nhà trông rất là đơn sơ, được rào bằng nứa. Củi thì dựng rất là nhiều ở bên hiên nhà. Nhà này đi vắng rồi các bạn ạ. Trông rất là khó khăn, trông rất là nghèo. Biết là họ đi làm nương ở đâu? Xa lắm. Xa lắm. Qua tìm hiểu thì được biết gia đình này là có một đôi vợ chồng trẻ đã sinh được mấy đứa con nhỉ em nhỉ? Có hai đứa con. Sinh được hai đứa con nhưng mà đều mất hết do bị ốm nặng. Trẻ em ở đây sau khi bị ốm thì người ta chỉ nhờ thầy cúng đến để cúng để và người ta cũng không đưa đi đến các cái trạm xá hoặc bệnh viện nhé các bạn nhé. Vì ở đây rất là xa, người ta cũng không có phương tiện để đi lại. Được biết thì gia đình này có đã mất đi hai người con do bị ốm nặng, bị sốt huyết đúng không? Bị vàng. Bằng da. Bằng da. Hai vợ chồng này tên gì? Sự. Sự à? Vợ chồng Sự. Nay John và Vàng Hoa đến để trao quà cho họ nhưng mà rất tiếc là họ đã đi vắng rồi các bạn ạ. Thôi về đi nhỉ. Hẹn dịp khác John và Vàng Hoa sẽ quay lại. Đây là những cái cánh đồng ngô rất là rộng. Ngô là cái cây lương thực chủ chốt để giúp họ có cái lương thực để sống qua ngày các bạn ạ. Đây là sản phẩm của bà dệt ra đây à, phải không?
Để làm ra một cái tấm vải như thế này thì rất là kỳ công các bạn. Phải trải qua rất là nhiều công đoạn nha các bạn nhé. Có vẻ là rất là bền. Cái miếng vải như này thì người Hơ Mông lại đem ra thêu một lần nữa, tạo ra những cái hoa văn rất là đẹp. Ví dụ như là cái miếng vải như này này, họ cũng tạo ra từ những cái miếng vải trắng như này, miếng vải thô như này. Đây là hai cô con dâu trong gia đình nhé các bạn. Những người đàn ông ở đây họ đi vào rừng để săn bắt và hái lượm. Còn những người phụ nữ thì ở nhà để thêu thùa và may vá. Một cái tấm vải màu đỏ này là treo trên chữ tà. Theo như John được biết là đây là họ treo những cái này ở đây để trừ ma, trừ tà nhé các bạn nhé. Đây là một quả ngô có màu đỏ. Trông rất là lạ mắt. Đây là một cái máy phát điện nhé các bạn nhé. Máy phát điện dùng bằng sức nước. Như vậy là John và Vàng Hoa và em Ca vừa đưa các bạn đến trải nghiệm về cuộc sống của người Hơ Mông ở tại một ngôi làng rất là xa xôi và hẻo lánh các bạn ạ. Bây giờ thì John và Vàng Hoa và em Ca sẽ đi tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi xong thì John sẽ lại tiếp tục đi ghi hình để chia sẻ về cuộc sống của người Hơ Mông ở đây. Ở trong ngôi làng này thì còn rất là nhiều điều bí ẩn đang chờ John khám phá các bạn nhé. Bây giờ thì John cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người.